Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng bên nước quốc Việt Nam. Bên nước hiện tại đang tạo nên một cơn sốt và dự kiến sẽ bùng nổ vào năm 2023. Nhiều người đang nắm giữ bên nước cảm thấy rất tin tưởng vào dự án bên nước Còn một bộ phận đối lập khác thì lại tìm mọi cách chống phá bi, nói xấu bi, tìm mọi cách dìm bi. Vậy mục đích của họ làm như vậy để làm gì? Thứ nhất đó là mục đích đầu tiên của họ không gì khác đó chính là họ kiếm lượng tương tác. Bởi vì chủ đề bên nước đang rất là hot và khi họ lên những video gây tranh cãi về bên thì sẽ có một lượng lớn người xem vào gây tranh cãi khiến cho video của họ lên xu hướng và từ đó họ sẽ kiếm nhiều tiền hơn từ cái lượt xem của các bạn và thứ hai đó là hiện tại bên đã được giao dịch trên chợ đen và những người này đang cố tình lan tỏ thông tin xấu về bi như là bi là một thứ vớ vẩn bi là một thứ rác rưởi vô giá trị khiến cho những người đang nắm giữ bên bán tháo bi trên chợ đen với một cái giá rất là rẻ mạt chỉ vài nghìn đồng cho một bi từ đó những người này sẽ thu mua bi và ép giá bi của các bạn Và khi bi thật sự có giá trị rồi Và thậm chí nó có giá cao đi chăng nữa thì các bạn cũng không có bi để mà sử dụng Và thứ ba đó là họ đang là những con người không có kiến thức về bi network Nên đưa ra những phân tích thông tin sai lệch về dự án Khiến cho các bạn rất dễ hiểu sai về dự án bi network mình xin nhắc lại, bên Network không phải được sinh ra để đưa lên các sàn giao dịch để rồi bơm thổi giá như là Bitcoin, mà bên Network với sứ mệnh đó là trở thành đồng tiền mã hóa được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới Còn những ai hô hào nói các bạn cứ việc đào bi đi vài bữa lên sàn bán với giá cả nghìn đô là sai sự thật Và thứ tư đó là những thành phần nối xấu bi vì họ đang ghen tức với bi Ghen tức với những người đang nắm giữ bi nước quốc Vì họ không muốn bạn hơn họ mà họ chỉ muốn các bạn mãi là những con người dưới đáy xã hội mà thôi Vì nếu các bạn nắm giữ càng nhiều bi thì khả năng các bạn thành công trong cuộc sống sẽ càng lớn Cho nên họ đang tìm cách diềm bi và thứ năm đó là họ sợ sự, sự thành công của B Network, vì nếu B Network thành công thì rất nhiều các nhà đầu tư cá voi cá mập sẽ rút vốn từ những đồng coi khác để đổ dồn vào B Network. Vì họ thấy được tiềm năng của B Network khi ấy những đồng coi khác sẽ bị xả và mất giá. Và tất nhiên điều này sẽ khiến cho những người đang nắm giữ các đồng cô khác có khả năng sẽ bị mất hết tài sản nên họ đang cố gắng cản trở sự thành công của B tóm lại là bạn không nên nghe theo lời bất cứ một ai kể cả đó là mình mà các bạn hãy tự tìm hiểu về dự án bên Quốc để thấy được tiềm năng to lớn của bên Quốc là như thế nào rồi lúc đó các bạn quyết định có khai thác bên Quốc hay không đó là quyết định của các bạn và các bạn đừng nên bỏ qua một cơ hội tốt miễn phí như là bên bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những video tiếp theo trên kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn